Bố ạ. Con tìm gì? Bố tìm chưa? Con đang muốn tìm một chiếc vòng. Ngày trước con có để một vài bức ảnh cũ và một cái vòng và một chiếc hộp như thế này. Bây giờ muốn tìm lại không thấy đâu cả. Tèn tèn tèn. Ơ? Tèn tèn tèn. Bố thấy nó ở đâu thế ạ? Mấy lần vào dọn rượu ở phòng con, bố thấy nó rơi dưới gầm giường ấy. Con cảm ơn bố ạ. Ngày trước, lúc con cất những bức ảnh này và chiếc vòng này, con đã nghĩ đó sẽ là một quãng đời mà con sẽ đào sâu chôn chặt, sẽ là những năm tháng đã mất. Nhưng hóa ra là không có gì mất đi cả bố ạ. Hoặc là vũ trụ sẽ luôn cho con thấy cuộc sống là một vòng lặp. Tất cả những thứ mất đi chắc chắn sẽ quay trở lại. Hoặc là nó sẽ đến theo một cách khác. Cho dù là đẹp đẽ hay là cay đắng thì quá khứ chính là điều làm nên chúng ta cũng. Cũng giống như bố, cuộc đời bố được tạo nên bởi rất nhiều những sai lầm. Nhưng thật may mắn vẫn còn một điều đúng. Đó là tình yêu thương của bố đối với con. Con cảm ơn bố ạ.